Công ty điện tử Hanh Nguyễn, công ty Auto Hanh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Công ty điện tử Hanh Nguyễn này rất vui mừng được test một cục đẩy có tên là Crit Auto CA20. Đây là cục đẩy mà Hanh Nguyễn phong tặng là gã khổng lồ, 52 đèn bù áp. Thì đây chính là nội thất của cục đẩy, biến áp cực to, mới tinh, nhập khẩu nguyên khối. Số bác này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 là 26 sò một bế và 52 sò tổng hai bế, và có đèn bù áp rất là khuếch đại công suất tụ 1, 2, 3, 12 tụ lọc nguồn rất là to nhé, rất là mạnh. Dòng này dòng chuyên để đánh full 725, gọi là loa súp mới tinh nhập khẩu của trước. Đây, trước khi gửi sai em đã test cho bác Lê Trọng Tài, bác có địa chỉ là ấp 2/5 phường Long Hậu, huyện Cần Ruộc, tỉnh Long An. Lấy cục đẩy CA20 và một chiếc vang số vang K6 Pro, một chiếc máy lén 16XL. Thì đây chính là một xe buôn. Và báo cáo với bác Tài, cái dòng này là dòng cục đẩy nó bảo vệ rất tốt về loa. Khi mà bác cắm điện vào, tắt điện nguồn đi, cắm điện vào thì bao giờ nó cũng có đèn vàng báo này. Thì bác muốn khởi động lại, bác ấn nút đề. Đấy, khi nào tức là đèn xanh thì nó hoạt động, và cái đèn protect này không làm việc thì bắt đầu sẽ có tiếng. Thế là bác rút điện ra đây này, rút điện ra thì nó sẽ tắt và cắm điện lại lên đèn vàng. Bác muốn mở lại bác phải ấn nút đề này, thì hai đèn ách tham này báo nguồn này và đèn protect bắt đầu loát qua kiểm tra cái độ an toàn của cục đẩy đấy. Và bác nhìn em đây, bác đánh CTA thì bác sẽ lấy hai cọc cho em. Cọc dưới này, cọc trên này, và cái chế độ này, tất cả chế độ bác nhé, nhớ này bác, để gạt về đây em, gạt đây, gạt xuống được, tắt lại được. Nhưng một cái này bác để chế độ 0.775V thì khỏe nhất. Bác có để, nếu mà bánh đánh độ nhạy để là 0.775 trên áp ấy, còn đánh xe te này, xe te, còn nếu đánh trầm súp bác phải về đây em. Đấy, thì cái này nó hỗ trợ cả đánh trầm và đánh nắp pun. Thì cái dòng này đánh rất là tốt, ông đẻ khỏe kinh khủng luôn. Nó em gọi là gã khổng lồ xuyên tiêu diệt dòng súp kép dòng 725, ta đã mang thương đau rất là tốt luôn nhé. Đi tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Nhìn test đây, rất là cân. Hai kênh này. Nên chấp nhận một tình chia hai lối, còn níu kéo cũng chẳng nên. Cái cục đẩy này mà đánh một đôi loa 725 là một đôi loa 30 nó nhàn không? Nó nhàn lắm, tức là nhàn quá, không có gì để làm. Cái chiếc cục đẩy mới tinh luôn nhá. Em test xong, cảm ơn bác đã ủng hộ công ty Thị Thể Hành Nguyễn.